đông người rồi đó. Trời ơi. Chúng ta xin nhắc một điều, ở đây là tòa giám mục và đây là trường trung viên, tiền trung viên, cho nên môi trường ở đây cần yên tĩnh, và như cha cũng nói là chúng ta cần thể hiện niềm tin trưởng thành của mình. Chúng ta biết rằng là bất cứ ở đâu, bất cứ ai, chúng ta cũng được mời gọi lên thánh và bộ phận lên thánh của mỗi người, và chúng ta lên thánh trong hoàn cảnh của mình. Thì hôm nay xin giới thiệu với các bạn chị em ở đây, cha thấy có cả Phú Yên, cả Ngọc Long, cả Bảo Nham, rồi còn bạn Mỹ Khánh nhiều. Ở đây là cha Benado Trần Xuân Thi, quản lý của tòa giám mục, là ngài lo liệu cho cha tất cả mọi sự ở đây. Ở nhà thì chúng ta biết rằng là cơm nước thuốc men hay là gì thì ở đây ngài cũng sẽ chịu trách nhiệm đó và lo cho cha. Chúng ta có thể thấy cái phòng mà có một người, số người đấy, cái này đi ghé qua, cha quản lý chuẩn bị cho cha một cái phòng rất là chu đáo. Rồi cha về đây thì vâng lệnh của bề trên trong một thời gian tạm thời, rồi chúng ta cầu nguyện để rồi Chúa có thể làm những điều tốt đẹp. Và nếu một điều rằng là Chúa có thể có dự định của ngài mà chúng ta không hiểu được ý của Chúa, nhưng mà chúng ta vâng lời, thì đó là cái điều mà chắc chắn chúng ta sẽ được. Xin mời cha. Bây giờ chúng ta cầu xin Chúa để ngài hướng dẫn mọi kế hoạch đời của chúng ta, và đọc kinh cầu xin Chúa Thánh Thần, rồi đọc kinh lạy cha, mang kinh kính mừng. Sau đó thì ta chia sẻ một vài điều với cộng đoàn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trước tiên thì xin đọc chào cha anh Tôn, người đã vấn lời về trên về những hoạt động trong thời gian này, mời gọi cha tổng sứ về và giám mục tạm biệt. Và nhất là xin chào tất cả ban thầy giáo cũng như tất cả con tại hiện nay cũng như những vị khác, và xin chỉ là giáo sư Nghị Khánh và còn nhiều giáo sư nữa. Cha thì được cái giáo mục thì hôm nay hai cái giáo mục chúng ta cũng qua về cái thầy giáo này cho cha là vai trò quản lý, những ai về giáo mục thì nhiều vụ chăm lo sức khỏe, rồi thì cơ sở vật chất cũng như phòng đốc thì là một phần của các quản lý, cho nên thì cha cũng rất lo lắng để đòn phòng
tâm rồi qua đây một cái cũng được đầy những điều này rồi, nhưng mà cũng bảo đảm được sức khỏe rồi mọi chuyện rất là tốt đẹp. Chúng ta cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, còn những lúc khó khăn, còn những lúc thành công và thất bại. Như như bài tin mừng sáng hôm nay, chúng ta nghe các vấn đề từ trong sọt giọt của chức quyền trên địa hồ, các ông cảm thấy rằng là vì lúc nay thì sờ lại vì giọt của tôi thì chỉ các ông đã kêu cầu kiểu là sự cứu chuộc con, sự có cũng có trước mắt. Chúa Giêsu tìm về và giải quyết việc này. Còn ở các vấn đề rằng là con không thể cứu thế. Rất chân thành là tâm tình của cha và các anh chị em thì đây ngài đã liên hệ về tôi rất là nhiều lần. Vì ngài cũng một buổi tế về tinh thần rất phấn khích, rất yêu thương và là tư cách của một người lính mục của Chúa. Anh chị em hầu nghiệp, tự tác hầu nghiệp chính phủ thời gian, phải làm bình an. Và nhất là chúng ta hy vọng mọi sự tốt đẹp trong cuộc đời của ngài. Ngài thì cùng đối với tôi thì cũng rất trẻ, đối với ngài phải là mong cùng nhau. Cho nên rất trẻ đó, chúng ta còn rất là già. Tất cả mọi sự như vậy, những cái buồn của anh chị em, những buồn của mọi người cao hơn, chúng ta đứng lên Chúa, chúng ta tin tưởng rằng đã là con người còn lúc này lúc khác, nhưng mà tương lai của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh dân lành của Chúa. Dù cái gì có xảy ra nữa thì chính người chúng ta cũng đã cùng trên lòng Chúa để rồi đi ra được cái cuộc đời chúng ta. Và gia đình và giáo mục đại diện đây và giáo mục cả quên ra và người ra về đây toàn bộ thời gian để rồi cùng công tác chia sẻ vất vả những lo toan cũng như là cùng nhau sẽ hiểu được những trẻ hơn và cũng tình hình đạo thì có cùng là ơn cha cảm ơn cha cảm ơn ủy ban của đồng nghiệp vụ cảm ơn tất cả mọi người đã dành cho toàn bộ buổi sáng hôm nay rất là chân tình và an tinh thần mà có được cái quản lý. Sự chia tay nào cũng có một buồn, sự ra đi nào cũng có một cái tiếc, nhưng mà chúng ta có một cái hiểu một người cầu thắt một chút, chúng ta cùng hy sinh cho trong ngày thời gian, cho ngày an tâm trong một thời gian tạm nghỉ ở ngoài nhà vì thế là mỗi nhà chút thì anh em tiếp tục một lúc một quả được gì đây đến thì sẽ chúc cả mọi người khi mà các thầy đã như vậy là không được lòng nhưng mà cái điều đó thì được là trên người giáo con nhưng được lành cho bà con và cho nhà thứ tất cả mọi người thì rồi sẽ cùng ngồi được với nhau có tiếp tục nhiều nhất và lời như là của ông cha tạo ơn tất cả mọi người. Và con cũng nói
con làm những việc này đây, con sẽ được bạn như chúng tin chắc, bởi vì về với tòa giám mục, về với giám mục giáo phận, đó là về với cha của mình, về với nhà của mình. Và cũng xin các cha cũng như cha quản lý và anh em của tòa giám mục giúp cho con sư toàn cũng khác để chúng ta thả ơn Chúa trong một thời gian. Rồi cũng xin đa ơn các chú những thánh để chúng ta được hàng với khóc mặc dù thời gian ngắn nhưng mà người ta đã không thể Thank you.
con thì thấy được hắn cũng rất là nặng, và chúng tôi được thiệt phải đã phải làm đạo viên thì được được làm từ đó thì anh có thể làm thế này. Và giờ đây từ khi xưa chúng tôi cũng đang làm để bảo con người của chúng tôi thì này sẽ đã bảo vệ của tôi để làm những cái vật chất thì cái thời gian này làm về đây để lấy toàn bộ thì cũng chúa làm ra từ nam để tiếp theo mà vì con của chúa thì có thời gian vì chúa phải giải thích về cái về cái con làm gì thì tôi phải mang về đây cùng con chúng ta đi nói gì để mọi người để chúng ta có những ngày cùng với ngày chúng ta xin vâng với Chúa, rồi sau đó thì người ta cùng với cha bảo lý sẽ xuất lành cho chúng ta để chúng ta có thể nhớ thương người tiếp theo của mình. Thank you.